Safe Plus Outlet, sale từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Safe Plus Outlet, đúng vậy, tất cả mặt hàng sale từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần, tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại Safe Plus Outlet trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555, ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị đang theo dõi chương trình của Ý Nhi trò chuyện với một người nghệ sĩ kim nhà thơ, đó là Hồ Ly Tinh. Nói tới Hồ Ly Tinh, em rất là trẻ tuổi mà rất là xinh đẹp. Vậy cái chuyện tình cảm của em những năm vừa qua, và để chị hỏi em trước đã, em độc thân không? Cái mọi người nghĩ là Trần Bích Vân giống như Hồ Ly Tinh thì chắc là tên Hồ Ly Tinh là đã biết là cô này rất là đa tình rồi, rất là nhiều bồ rồi. Mà Trần Bích Vân hiện tại bây giờ, Trần Bích Vân chắc tính tuổi ta chắc là sinh năm 81, chắc là 36 tuổi. 36 tuổi, nhưng mà Trần Bích Vân chưa bao giờ có được một người đàn ông nào mà công khai là tình yêu, chưa bao giờ có một người chồng nào, chưa bao giờ có một người con nào. Trời và cái ơi. Điều đó mà Trần Bích Vân giống như Hồ Ly Tinh cảm thấy đó là may mắn của mình. Tại vì mình chưa mắc nợ ai, đúng không? Đúng em, người ta chưa mắc nợ em chứ không phải là em mắc nợ người ta. Wow, tại vì đối với em là một người diễn viên, em vừa là một người model, một cô gái xinh đẹp, là coi như là đầy đủ cái package. Tại sao em lại độc thân cho đến giờ này? Thực sự nếu mà em muốn thì em đã coi như là đã có, đã theo một người nào về nhà rồi, coi như là đã có một người đàn ông xứng đáng rồi, tại sao em lại chọn cho một con đường khó khăn như vậy? Chị ơi, đây là em, không có hôm này là bị chê chị, bị chê, cái này em nghĩ là bị chê quá à. Tại vì sao đàn ông mà thấy em sao mà lanh quá, con bé này lanh quá, cái gì nó cũng biết hết trơn, có thấy người ta chạy hết à chị ơi. Vậy em có yêu bao giờ chưa? Nói về tình yêu á, tại sao mà em có được bao nhiêu cuốn sách đây, thì dĩ nhiên là chị, một người con gái thật sự đổ quá, người biết yêu, người biết yêu. Một người con gái thật sự thì sẽ ai cũng biết yêu hết, nhưng mà đối với Trần Bích Vân, Vân nghĩ là một diễn viên và một nhà thơ thì cái tình yêu nó sẽ là sâu sắc hơn và sâu đậm hơn và nó lãng mạn hơn, cho nên sẽ là đau khổ nhiều hơn. Cho nên Trần Bích Vân viết được mấy cuốn sách như vậy là cái cuốn đầu tiên là Tôi Là Người, thứ hai là Bán Đời Tư, và cuốn thứ ba là Đàn Bà Khi Yêu. Khoan, không nghe không tin được quý vị. Mình cứ nghe nói là nhà văn, nhà thơ, nhưng mà bây giờ chị sẽ yêu cầu em đọc một bài thơ lên để cho chứng tỏ là em có phải là người lãng mạn như vậy hay không. Thì bây giờ em có thể chia sẻ cho tất cả các khán giả biết. Vậy bây giờ em sẽ đóng phim là dai buồn, là nhớ người yêu, bây giờ bị người yêu bỏ rồi, đau lòng quá, thất tình không? Em nhớ anh đến tê tái cõi lòng, mà trời ơi, em kìm lòng không gọi. Em vẫn thế, cứ ngồi đây mong đợi, bóng hình người vời vợi khuất tầm tay. Cái này là em tự viết? Dạ. Wow. Em à, viết một bài thơ, hai bài thơ thì ai cũng làm được hết. Dạ. Nhưng mà đối với em, trong người em, hồi nãy em cũng nói với chị là em viết rất là nhiều thơ mà em đã viết từ lúc em còn nhỏ. Dạ. Cho đến bây giờ em đã tự viết ra bao nhiêu bài thơ rồi? Dạ, bây giờ em không có nhớ chính xác, nhưng mà có nhiều, giống như ngày xưa thì em chưa có viết sách á, thì em viết xong rồi em bỏ, rồi xong rồi em viết xong rồi em bấm lộn, nó bị delete. Thì trong cái cuốn mà Đàn Bà Khi Yêu sắp tới này của em á, thì có, em nghĩ là gần 300 bài thơ. Wow. Chắc là 200 mấy đó, nó gần 300 bài thơ. Thì bây giờ nó đang có mấy bài mới nữa, nhưng mà tại vì sách đã in xong rồi, chắc giờ chắc hơn 300. Wow, vậy là em nói tổng cộng những bao nhiêu cuốn sách của em đã phát hành rồi? Tôi Là Người. Dạ, Tôi Là Người, Bán Đời Tư, Đàn Bà Khi Yêu,
Sắp tới em sẽ làm một cuốn sách là Hồ Ly Tinh. Hồ Ly Tinh? Dạ. Nói về cuộc đời của Hồ Ly Tinh. Dạ, nói về những cái mà điên khùng, những cái quậy quọ, những cái mà chọc ghẹo mọi người. Và ở Việt Nam á, thì cái có những cái bài mà em hơi khiêu khích á, hơi đặt cái tên nó hơi khiêu khích, giống như là một cái bài, xin lỗi quý vị, có một cái bài mà Trần Quýt Vân viết để tặng cho ca sĩ diễn viên Hồ Ngọc Hà, đó là bài Kệ Mẹ Nó. Rồi xong rồi một xong rồi một bài nữa là viết tặng cho những anh đàn ông mà khoác lác to mồm và khi mà được bạn gái yêu thì đi ra kể hết tất cả mọi người, đó là bài Con Bọ Ngựa. Oh yeah, God, chị biết câu chuyện của mọi người không? Nhưng mà Việt Nam không có cho phát hành. Bây giờ cũng em hy vọng là một ngày đó em đọc hai cái bài thơ này á cho quý vị khán giả biết, bài là Kệ Mẹ Nó và Con Bọ Ngựa. Yeah, oh my God. Cái bài này là không có được đăng. Ồ vậy hả? Được đăng trên Facebook thôi. Ồ vậy hả? Vậy em có thuộc không? Không, em nhiều quá. Nhưng mà cái này thì em nhớ được khúc thôi. Nhưng mà em có trong phone. Thì một ngày nào đó thì em sẽ đọc với... Lát sau phần quảng cáo đi thì chị sẽ nhờ em đọc một khúc để cho mình giải trí thôi quý vị. Tại vì đây tại vì kiếm một người nhà thơ hay là nhà văn với cái tuổi như em á rất là khó hiện tại. Thật sự ra đó là cái sự ưỡng mộ, là chị cảm thấy là có nhiều, rất là nhiều bạn trẻ sau này vì mình qua bên này mình đi học mà mình đi học thì cái sự mà gọi là học hỏi về giống như về văn hóa về Việt Nam không còn giống như ngày xưa nữa, nhưng mà em lại tồn tại mà em còn là coi như là implement về những cái mới lạ, văn gọi là văn mới bây giờ đó, nó hay quá. Vậy là nói với em đi trình diễn. Vậy là em có đi đứng trên sân khấu để mà trình diễn làm những cái kịch hay không, hay là em chỉ là trên màn ảnh thôi? Dạ em đóng phim nhựa, phim nhựa là chiếu ở rạp và phim truyền hình. Thì em cũng có thể đóng hài kịch được, em có thể diễn kịch được. Nhưng mà chưa có ai mời của em tham gia những cái vở kịch đó, cho nên là em không có đi tập. Thì có một lần em đi diễn hài kịch với lại anh đạo diễn Lê Văn Thảo, thì trong vòng 15 phút trên cái đường đi xe thì ảnh bị cái người mà đóng chung với ảnh là bị không có đi được, thế nên là em phải thế trong thì từ xe này đi đến đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ đi từ xe, thì trên xe đó em tập kịch cùng với ảnh để lên sân khấu diễn. Xong rồi em lên em diễn thành công cái vai đó, cái xong xuống với mấy anh hài kịch nói ôi Vân ơi em bơ bơi qua được. Em diễn hay em đi diễn chung với lại anh Thảo thì mấy người anh kia đó là nghĩ là em giỡn, em cứ quậy phá tối ngày giống như vậy á, thì là em sẽ không có tập trung vào mà em diễn tốt được. Thì đó là mọi người nói sao em có thể bơi được, chúc mừng em bơi qua được. Ê, một cô gái mà, giống như em là quá lanh đi. Em có nghĩ là trong bây giờ để cho hỏi em là kỳ này em qua Mỹ với cái mục đích là, tại vì em qua Mỹ lần này lần thứ mấy rồi? Dạ hôm nay là lần thứ nhất, mà bây giờ là ngày thứ 10 rồi chị. Cái này là lần đầu tiên em bước chân qua Mỹ? Dạ. Wow, lần đầu tiên em bước chân qua Mỹ và đây là lần ngày thứ 10. Dạ. Cho mười mấy đi. Em ở đây đến chừng nào em mới về lại bên Việt Nam? Thì lúc mà em đi thì em chỉ sắp xếp là được một tháng thôi. Nhưng mà bây giờ thì em lại có lịch đi làm việc, giống như là em đâu có sắp xếp được là những đài truyền hình ở Mỹ mời em phỏng vấn vậy. Thì bây giờ em phải trả lời phỏng vấn hết tất cả những đài Mỹ và báo chí. Xong rồi em phải đi qua những tiểu bang khác để tìm hiểu. Rồi em phải đi Las Vegas. Đó thì em nghĩ là đi Mỹ rất là khó, cho nên là em không có dám đi, không có xin visa, tại vì em chưa có chồng chưa có con. Nói mà con gái đẹp mà chưa có chồng chưa có con là khó. Xin visa rất là khó, cho nên là thôi khó quá bỏ qua, cái gì khó quá bỏ qua, thế là mười mấy năm nay em không có đi Mỹ. Khi mà em đi qua bên Mỹ thì cái môi trường sống và những cái việc làm y như ở Việt Nam em đang sống đang làm, thì em ngày đầu tiên là em phù hợp liền. Ngày đầu tiên thì em quen và em làm việc 10 ngày vừa qua thì rất là
busy chị cũng gặp rồi, chị cũng thấy rồi. Làm sao mà biết được cái cô này mới lần đầu tiên bước chân qua Mỹ mà lại vừa nói tiếng Anh lưu loát rồi lại cười giỡn giống như là dân bên này. Để sau chị vào quảng cáo nha, sau phần quảng cáo Yên Nhi sẽ vào thêm chi tiết và phải bắt cô ấy phải đọc một cái bài câu thơ. Bài thơ là kể về nó hay là con mọi người? Xin quý vị đừng rời làm máy. Xe Plus Outlet xếp từ 30 đến 75% tất cả hàng hiệu từ bàn, ghế, tủ, đồ điện tử, đồ gia dụng, từ nhà bếp đến phòng ngủ, phòng ăn, nhà tắm. Chỉ có tại Xe Plus Outlet, đúng vậy, tất cả mặt hàng xếp từ 30 đến 75%, hàng mới về mỗi tuần tha hồ cho quý vị lựa chọn. Vừa tiết kiệm được nhiều tiền mà chọn được món quà ý nghĩa để tặng cho bạn bè người thân. Chỉ có tại Xe Plus Outlet, trên đường Harbour, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-981-6555, 981-6555, ca sĩ Ý Nhi trân trọng kính mời.